Hà Nội, triệu phú, gọi điện, ở nhà. Xin chào tất cả mọi người, à, đây là Tít. Và đây là Mỹ Anh. Và mình có mặt ở đây để chấp nhận thử thách Would You Rather. Mình bật nhạc lên. Ở nhà. Với mình thì do ngày nào cũng có thể là cuối tuần hoặc là ngày bình thường, cho nên là cái lịch nó lúc thì đi chơi, lúc thì ở nhà, nó rất là random. Nhưng mà thật sự nếu mà để hỏi cuối tuần mình muốn làm gì thì mình rất muốn ở nhà, bởi vì đa phần tất cả các ngày đều là đi ngoài đường, đi chơi, đi làm tất cả mọi thứ ở ngoài rồi, cho nên là I want to ở nhà cuối tuần. Thay lời muốn nói với cả chắc là hai đứa cũng khá là hướng nội, hoặc là nếu mà có ra ngoài và giao tiếp và giao lưu với mọi người thì sẽ cần khoảng thời gian sạc pin ở nhà, nên là nếu mà được thì sẽ chọn ở nhà. Gọi điện. Tại vì nhắn tin nó hay kiểu mình không nhìn được mặt người kia hoặc nghe được giọng người kia nên là nó dễ bị hiểu lầm. Đấy là cái mà bọn mình cũng trải qua với nhau. Sau những lần cãi nhau qua Messenger hay là iMess thì tốt nhất là không nên gọi điện. Bởi vì chữ cái nó không có cảm xúc. Đối với mình thì như thế. Từ cái câu ok em có thể là ok em hoặc là ok em. Nhưng mà mình không okay biết được. Mình không biết được. Phải nói. Phải nói ra. Nhảy. Em thích đi học nhảy phết. Hay kiểu trong cái môi trường mọi người đang nhảy với nhau nó rất là vui ấy. Mỹ Anh cũng thích hát. Nhưng mà Mỹ Anh nghĩ là để là kiểu giải trí ấy, thì sẽ nhảy. Đúng rồi, nhưng mà nếu mà nhảy một mình thì mình sẽ chọn hát. Cũng tùy kìa. Nói chung là mình nhảy 24 giờ vì thực ra là ngày nào cũng thế, lúc nào cũng thế. Mình nghĩ là mọi người cũng nghĩ là nhảy nó sẽ tưng ấy. Nhưng đôi khi mình chả làm gì, mình chỉ Grooving thôi, như này đã là nhảy. Đó, thì không phải là 24 giờ đâu mà mình cho mình làm đến 24 năm nữa nó vẫn ok ấy. Cho nên là anh là đây sao? Em xuống anh lên. Thực ra mọi người cũng nhìn thấy điệu nhảy đấy trong MV rồi. 20 triệu nhá. Triệu phú. Vì sao? Mình thì làm triệu phú thì không biết nữa. Cảm giác nó ok hơn. Bất tử thì sống lâu quá thì phải chứng kiến nhiều thứ quá. Thì kể cả có bất tử, mình có không chết về mặt thể xác thì lúc nào đấy tinh thần mình nó cũng đất. Đấy, thì thà mình trở thành triệu phú và mình enjoy cái cuộc đời nó vừa đủ. Đấy, có những cái mối quan hệ, có những cái trải nghiệm nó đủ và nó đẹp. Sau đấy thì kết thúc thì đối với mình nó ok hơn là việc bất tử. Mình không thích đi ngược lại với tự nhiên ấy. Nên là cái việc mà sống mãi nghe nó cũng không thú vị lắm ấy. Đối với mình, cái gì nó cũng phải đến mà nó đi ấy. Với cái số tiền đấy mình sẽ có thể làm được nhiều thứ, nhiều dự án hơn, chăm sóc được gia đình nhiều hơn, đi nhiều nơi hơn, đầu tư được số tiền đấy để có nhiều hơn. Kiểu như thế, nó nhiều option hơn. Giúp được nhiều người hơn. Yeah. Nhiều người. Vui hơn ấy. Thực ra đi du lịch một mình cũng rất là thích. Nhưng mà mình rất sợ ma. Với cả đi với nhiều người thì nó vui hơn. Ok, tiếp theo. Đen. Trắng. Và em không rõ vì sao. Trắng thì dễ bẩn. Còn đen thì có bẩn thì cũng không biết. Em lại nghĩ theo hướng là trắng là năng lượng feminine. That's me. Núi.
À, lên núi chứ. Lên núi. Vì sao anh lại chọn núi? Mình thích cái cảm giác leo trèo. Mình rất thích leo trèo, mình thích cây. Mình thích đất, mình cảm giác là đi lên trên núi thì mình nhìn được nhiều thứ hơn. Còn đối với mình khi mà kiểu xuống biển ấy, mình hơi sợ. Mình sợ những cái không gian mà mình không thể nào kiểm soát được ấy. Thật ra mình không kiểm soát được núi đâu, nhưng mà nó tạo cho mình một cái cảm giác nó an toàn và gần gũi hơn. Còn biển nó cứ lặng lẽ, bí hiểm hơn. Em rất thích cây. Okay. Em rất thích cây và em rất thích núi. Nhưng mà anh thích những nơi mà kiểu núi mà vẫn có nhà và những cái nơi mọi người vẫn có mặt đấy. Wait, what am I saying? Nói chung là em thích cây. Okay. Hà Nội. Vì sao anh cô đi? Mình thích Hà Nội hơn bởi vì Hà Nội là quê hương của mình và cũng là quê hương của Mỹ Anh luôn. Nghĩa mỗi khi kiểu cho dù mình đi đâu đó, đi khắp nơi thì đến khi mà mình về Hà Nội ấy, nó kiểu về nhà ấy, đúng nghĩa là một mái nhà ấy. Chỉ cần đi ngoài đường Hà Nội thôi thì cũng đã thấy mọi thứ nó khác rồi. Cho dù rất tắc đường, rất là ồn ào, ô nhiễm này kia nhưng nó vẫn sạc được một cái gì đấy. Em cũng là một người mà cần năng lượng gia đình ấy. Thì là em cũng muốn rõ ràng với cái việc phân biệt đi làm và công việc, với cả những cái khoảng thời gian mà ở nhà với cả đi học và dành thời gian cho gia đình. Còn về mặt năng lượng thì Mỹ Anh cảm thấy năng lượng Mỹ Anh hợp ở Hà Nội hơn. Một nhóm. Không, thực ra trả lời câu này nó cũng khó, tại vì kiểu nó cũng tùy là mình sẽ chọn ít người hơn nhưng mà thân với mình và hiểu mình hơn, thay vì kiểu nhiều bạn nhưng mà toàn là kiểu xã giao. Với mình thì tiêu chuẩn mình hơi cao. Một nhóm bạn thân thì có nghĩa là một nhóm ai cũng thân như kiểu là một người bạn thân của Mỹ Anh ấy. Đấy, thì một nhóm như thế đối với mình nó sẽ ok. Tết nó cũng dễ hiểu thôi, tại vì cũng như nhiều người mà ví dụ như theo đạo Thiên Chúa thì mọi người sẽ đón Christmas và sẽ chọn Christmas. Thì đối với em thì đấy, Tết thì lại là văn hóa của em. Và nó là cái lúc mà kiểu gia đình sum vầy cùng với nhau, cũng như đối với các gia đình khác thì sẽ là Giáng sinh. Nhưng mà đối với em thì là Tết. Tết hay là Giáng sinh mọi người đều rất chào đón, rất là vui vẻ. Nhưng mà Tết nó giống như một cái đoạn nghỉ ấy, một cái đoạn tạm nghỉ của đa số tất cả mọi người. Với cả cái không khí Tết nó rất là đặc biệt ấy. Em năm nào em cũng rất là mong đợi đến cái lúc Tết và cái cảm giác mùng 1 với cả đón giao thừa. Tết thì là thời gian cho gia đình, mình thấy cái khoảng thời gian đấy nó cũng hiếm ấy. Tết đến rồi, Tết đến trong tim mọi người. Em định hát bài của mẹ em nhưng mà đón xuân đang về với tình yêu, đúng không? Tình yêu trái đất này đã nâng bao người nhìn nhau với mắt hân hoan. Bên nắng quên em đã xây trong hạnh phúc. Em chỉ biết giới thiệu. Mẹ biết mẹ buồn đó. Và vừa rồi là challenge Would You Rather cùng với Mỹ Anh và anh Cung Tít. Và Mỹ Anh muốn cảm ơn tất cả mọi người đã vừa theo dõi challenge vừa rồi. Và hẹn mọi người lần sau. Cảm ơn Bật Nhạc Lên rất nhiều.